Đây là bộ phim về Mirabel, một cô gái bình thường trên hành trình cố chứng tỏ mình đặc biệt bằng cách giải cứu những người đặc biệt khỏi việc bị biến thành người bình thường. Với sự đồng hành của gia đình cô, những người đặc biệt luôn yêu thương Mirabel bằng cách nói với cô rằng cô bình thường. Và sau đây là recap về Encanto, vùng đất đặc biệt bình thường. Mở đầu phim là cảnh Mirabel đang nghe bà ngoại tường thuật bằng mồm. Về chương trình ngày xưa trên HTV7, rằng ông bà yêu nhau từ thời chưa có TV, đến khi đầu tài có với nhau bà đứa trẻ. Nhưng đường đời thì không đẹp như hoa hậu Hene. Chiến tranh ập tới khiến dân làng kéo nhau lên rừng làm bản mới. Nhưng kia lũ quân lính đuổi tới nơi rồi, mà siêu sức mạnh thì thường đi với siêu mồ côi, nên người chồng quyền sinh bỏ lại bà đứa trẻ không cha. Một phép màu xuất hiện từ cây nến khiến nó mọc tay chân và bắt đầu đi phát biểu linh tinh về ẩm thực. Thực ra là phép màu làm cây nến không bao giờ tắt. Ông đạo diễn thấy người vợ chân yếu tay mềm nên cho phép màu dựng lên một ngôi nhà có sức sống. Những thế hệ sau của gia đình khi đến tuổi sẽ được ngôi nhà hào phóng ban cho một căn phòng, mở cánh cửa là sẽ nhận được huyết kế giới hạn. Trở lại hiện tại, hôm nay là ngày Mirabel có phòng riêng của mình. Bà ơi, nhà mình có sức sống ạ? Đúng rồi, thế mình đi ỉa cầu gì ạ? Ta sẽ không nói về điều này nhé. Giờ thì nhận quốc của máy nào. Tua nhanh đến chục năm sau, Mirabel đang lên đồ cho ngày mới. Váy dài, túi chéo vai, lốp xe hiệu Cang Hải. Chào bà ngoại phát à. Mirabel đi đánh thức gia đình tám đại đồng đương sống trong căn nhà biết cử động này. Hôm nay là ngày thằng em họ của Mirabel nhận năng lực, nên cả nhà kéo nhau vào thị trấn cá game ít đồ cho buổi lễ. Mirabel giới thiệu cho lũ trẻ đang tò mò về gia đình mình. Dị nhân đầu tiên là dì Pega, dễ trưởng sơn di động vì biên năng đốt bên mưa bay. Tiếp theo là cậu Bruno, tiên tri Vanga bản Special Luxury Full Option 5 dầu diesel có hắt, nghĩa là không bị mù. Nhưng ông cậu đã đi bóc họ từ lâu lắm chưa thấy về. Tiếp nữa là mẹ Julieta, người nhét ketamin vào đồ ăn, làm ai ăn xong cũng khỏe. Hai chặn vương này bạn không cần quan tâm. Dượng Felix và ông già tôi, chị Lucia, vô địch hội khỏe phú đồng. Camilo, giáo sư biến đỉnh tại Hogwarts. Isabella, gái bán hoa. Lựa chọn từ ngữ hơi tệ. Dolores, thuận phòng nhĩ, tai nghe ngàn dặm. Lũ trẻ đang tò mò về năng lực của Mirabel thì cô tính bài sủi gấp. Nó là đứa vô năng, đúng vậy. Mirabel đứng hình 24 giây vì quê vãi cả lờ. Trong nhà đang trang trí cho buổi lễ, Isabella xuất hiện màu mè để bấm đèn Mirabel. Thiểu năng thì tay máy ít thôi. Má ăn quý, hoa hoét suốt ngày thì ai dọn. Mặc kệ lời cả khịa, Mirabel vẫn lấy đồ đi để co. Nhưng cô lại làm đổ cây nến màu trước phòng. Và bà ngoại thấy hết, quặc cho mấy câu là Mirabel lại dỗi vờ lờ. Rồi bắt cô đi tìm Antonio. Mirabel thấy tủi thân rồi lùi thủi về phòng. Biết thằng lỏi Antonio đang trốn dưới gầm giường, nên cô gồng cứ đít đánh cho nó quả rắm. Nhưng mà thằng nhóc không chịu chui ra, nên chị nó chuyển sang dỗi ngọt bằng quả. Sợ đấy ấy, sợ thiểu năng giống chị. Thiểu năng thì nhìn tao vẫn sống tốt thế. Thế là thằng nhóc yên tâm, và giờ lành đã điểm. Cả làng đến chung vui như đi chảy hội vì sắp có thêm một nhân vật mới. Đây là Mariano, người sắp được phối giống với Isabella để cho ra những đứa con có năng lực chất lượng. Trong khi các X-Men đang mua vui cho quần chúng, nhà Midgaria đang động viên cậu quý tử. Mày mà vô năng tao đánh chết cha mày. Nào đừng dọa thế. Gia đình sẽ tự hào với con, miễn là mày không vô dụng. Mirabel nghe xong thì tủi phở lờ, nhưng mà tới giờ làm lễ rồi. Đồng chí Antonio đang tiến vào lễ đài để nhận huân chương anh hùng lao động trước sự đón chào của hàng ngũ quan khách. Thằng lỏi kéo Mirabel đi cùng. Mirabel đang cầm tay em biết nói gì hôm nay thì vùng ký ức xưa trở về. Cô nhớ lại ngày mình được trao năng lực, ngay mà tay cô là nước còn cánh cửa là cồn, chạm nhau là tan vô hạn. Rồi vã lìn, thế là cô không có phòng cho riêng mình. Nhưng lịch sử không bao giờ lặp lại. Nhóc Antonio chạm vào cánh cửa, nhận cho mình một quirk, một con chim mõm dài bay đến. Và ngạc nhiên chưa, thằng bé có khả năng nói chuyện với súc vật. Tốt, đi nói chuyện với thằng ấy đi. Một lũ động vật lai tạp trong rừng ùa đến, chỉ để nhắc khán giả là Colombia đa dạng sinh học vừa lở. Nhưng mà đa dạng sinh học thế bò bằng cái gia đình này. Đằng sau cánh cửa, căn phòng tự mở rộng ra như háng thầy ba khi leo ranh. Mọi người kéo nhau vào căn phòng mà giờ đã biến thành một khu rừng, vui vẻ hoan ca ta chúc nhau. Và tặng cho nhóc Antonio một chiếc áo sơ mi từ 360 boutique nhãn hiệu thời trang nam hàng đầu trên gian Shopee Mall. Nhìn thấy trước cái nắng mùa hè và cái ví cũng không dễ lắm của bạn và tôi, 360 boutique đã mang đến cho chúng ta bộ sưu tập xuân hè với điểm nhấn là chiếc sơ mi đũ xước không chỉ thừa, chống nhăn tuyệt đối và phù hợp với mọi dáng người. Từ giá gốc 420k này chỉ còn 210k để bạn sở hữu con áo như này. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Nhưng mọi người càng chúc thì Mirabel càng đau. Thế là cô bộc phát Haki Bá Vương, đứng hát hò trong khi mọi người bất động. Hát thì cũng hay đấy, nhưng mà tóm gọn lại là Mirabel vốn có phép thuật Wings and Transits. Và năng âm nhạc của cô chót vào những bức tường, làm ngôi nhà xuất hiện những vết nứt, đúng chuẩn tiếng hát A tiếng bom. Vết nứt làn ra, ngói rơi lả tả. Nhưng Mirabel vừa chạy đi SOS cho cả nhà thì mọi thứ lại trở về bình thường. Bố ai thèm quan tâm lũ quy bù ở tầng sức mạnh. Đêm xuống, Mirabel nằm trong phòng để thấy cay ở hòn cô không có. Thế là cô chuồn ra phòng thờ bằng đường của phường trộm cướp. Nghe lò bà ngoại bảo rằng phép màu sắp tàn rồi. Mirabel nghe vậy thì cứ như người nhà quê nghe đại cấp diễn thuyết, sướng rời cả não. Cô ấy cùng cũng đến giờ bố mình được thể hiện. Váy dài, túi chéo vai, lốp xe Cang Hải. Mirabel bắt đầu từ thuận phòng nghĩ vì nó hóng hớt được mọi thứ. Dolores bảo hôm qua Luisa không ngủ được vì cả đêm nó đánh giá ầm ầm. Mirabel biết đây là điểm báo nên cô hóng hớt ngồi cạnh Luisa trong bữa sáng. Bà ngoại thì đang chờ lễ đính hôn của Mariano và Isabella tối nay nên nhờ Dolores hóng hớt. Trời má, anh muốn đẻ 5 đứa. Vãi cả lìn, thế tôi thành l*** voi à?
Lui ra không khóa chuyện đẻ đái nên cô bỏ vào làng để phụ giúp người dân. Cô khiêng cả một cái tôn giáo, một ngôi nhà đạo. Vác mình con lừa, dựng lại cửa nhà thờ, trong khi Mirabel dí theo đéo cho chị thờ. Mồm Lui ra thì chối nhưng mắt cô lại phản bội. Nhạc nổi lên và Lui ra bắt đầu sám lờ về cuộc đời mình. Rằng Lui ra là Atlas, phải gánh cả bầu trời trên vai. Nhưng mà chị cũng muốn được bay mà không cần cánh, dù trên vai là trách nhiệm với cộng đồng. Sau một hồi được hỏi han các thứ, Lui ra cảm động lắm, nên spoil rằng mình đã bị yếu đi. Và mày đi mà tìm cậu Bruno ấy, vì ông này thấy được tương lai. Nhưng mà Bruno ở đâu thì đếch ai nói. Thế nên là Mirabel vác hòn giã mà cô không có lên phòng của Bruno. Bước qua bức màn cát trong căn phòng, hang sơn đỏ trên cạn hiện ra trước mắt. Và ở đây thì không hề có thang máy. Với bạn đồng hành là con chim mõm dài, cô quyết tâm lên đỉnh. Sau một hồi vật lộn với cái cầu thang, Mirabel tới được đền thờ hội thánh đức chúa trời hay là cái mẹ gì đó. Con Seiko trên vai cô thì đã bối rối lắm rồi. Phía trước là một căn phòng không hề đáng sợ, nên con chim sủi trước. Con Mirabel đành mở mắt đưa chân đi qua cánh cửa. Ở trong phòng, dưới lớp cát là những mảnh thủy tinh phát sáng. Nhưng mà bất ngờ chưa, vách lở cát tràn. Mirabel lượm nốt mấy mảnh thủy tinh rồi bị cát cuốn ra ngoài. Cô trốn về phòng để xem mấy mảnh thủy tinh thì bị dì Pepa thò mặt vào. Nhìn gõ mặt đần đần của bà dì, Mirabel lừa để dì nói với cậu Bruno. Felix trông Pepa ập vào, dù không đái dầm nhưng ông khai hết phần thiên hạ rằng Bruno chí tiên đoán toàn điểm gở. Một ngày cưới rồng bão, con cá vàng chết trôi, cái bụng bầu đến rồi, lão mục sư bị hỏi, đều từ lời cậu nói. Dolores tham gia phụ họa, lão bảo tao là ế chồng. Hóa ra Dolores thầm thương trộm nhớ Mariano, nhưng anh phải đính hôn với Isabella mất rồi. Mây mò lắp kép một hồi, Mirabel nhận ra trong mảnh thủy tinh là hình cô về căn nhà đổ nát. Đang bàng hoàng hoảng hốt thì bố cô ập vào, bố thấy ngay là đéo ổn, cứng họng từ lúc nào. Mirabel kể hết vụ lên phẩm của Bruno, làm bố cô phải bày rượu kế thủ tiêu mảnh thủy tinh, vì bà ngoại sẽ không thích cái vụ này. Nhưng mà quân sư ơi, mưu cao kế rộng xòe tay trắng, tay chó bên kia tế hết rồi. Chàng kịp bảo chị gái ít thôi thì chàng trai đến ngỏ lời đính hôn. Thôi thì hay tôi đéo hiểu nhé. Trong bữa cơm thân mật, để Dolores không kịp bếp xếp và phá hỏng mọi chuyện, Mirabel giục đội bạn trẻ cho đôi chim về tổ nhanh lên. Cơm ở dưới gầm bàn, hai con trồn lùi đã thóm mất mấy cái mảnh thủy tinh và ghép lại, tiện chân đá luôn lên chỗ bà ngoại, làm bà sững cả người. Dolores gào lên chim lợn hết mọi thứ làm cả nhà phát hoảng. Các vết nứt lại xuất hiện khiến năng lực mọi người bị rối loạn. Camilo bị dừa leo hóa, dì Pepa thì theo hương hoa mây mù giăng lối. Và cơn mưa ập xuống bữa ăn gia đình, mọi người ngao ngán bỏ đi trong sự cày trái với Mirabel. Bà ngoại thì phải ra ngoài tẩy trắng với đám dân làng đang hóng hớt. Đang thấy buồn thì Mirabel thấy lũ chuột đang trôm mấy mảnh thủy tinh. Cô dí theo lũ chuột thì ú là la, phòng chứa bí mật. Đi theo đường hầm, Mirabel giật mình vì lũ chuột đem mảnh thủy tinh cho ông cậu Bruno. Mirabel đuổi theo ông cậu đang rủi. Bruno bị tóm lại và đành phải dẫn con cháu về chỗ trốn của mình. Mirabel phát hiện ngoài khả năng chơi bời xã giao với lũ chuột thì ông cậu sống giữa các vách nhà suốt những năm tháng qua. Cậu cũng là người chấp phá lại cái gia đình này theo nhiều nghĩa. Bruno thấy vô dụng vì năng lực của mình không giúp được gia đình. Cậu kể về ngày mà cậu nhìn vào tương lai và nhìn thấy Mirabel trong đó, nên cậu trốn đi vì không muốn đứa cháu bị cả gia đình kỳ thị bởi thị kiến của lão tại điểm gở. Tâm sự xong thì Bruno lừa để đuổi Mirabel đi, nhưng mà bà mày hơi bị khôn. Cô đòi ông cậu đến phòng của Antonio để xin một quẻ, mong cứu vãn được sự tình. Tại sao phải là phòng của Antonio? Vì cậu nhóc ngày lũ chuột kể hết rồi, và ông đạo diễn muốn cho khán giả một ít tiếng cười bằng con của nợ này. Hai cậu cháu nghe theo tiếng gọi nơi hoang dã, do cát nổi lên, khi họ sắp nhìn thấy chúa thì ôi rồi ôi, núi lở nhà tan. Khoan, con gì kia? Mirabel thấy mình ôm lấy chị gái Isabella, dĩ nhiên là Mirabel không vui, vì Isabella là cái loại không ưa nổi. Sau một hồi rình rập bên ngoài phòng Isabella, Bruno rút lui về phòng chứa bí mật, bỏ lại Mirabel cố đấm ăn xôi đi vào phòng cô chị. Nhưng mà Isabella đang cáu vì buổi đính hôn hoàn hảo bị phá hỏng. Dù cố lùi một bước để tiến xa vạn dặm, Mirabel vẫn đeo thể chịu được cái tính của bà chị. Thấy giảng hòa không phải là giải pháp, Mirabel chuyển sang tâm sự tuổi hồng, Isabella thì chuyển sang trải lòng bằng âm nhạc. Cơ mà giọng cô thì cứ như là mặt trời 12 giờ trưa, chói vãi cả lìn chói. Sau một màn nhảy múa hát hò máu lửa, ta biết được Isabella chả thích Mariano. Nhưng Isabella cũng không đáng ghét như Mirabel nghĩ, và cô chị cũng có ước mơ này kia, nhưng đều phải từ bỏ vì trách nhiệm gia đình. Trách nhiệm gì? Đẻ. Hai chị em hai hai trên mái nhà, quẩy quẩy các thứ, khiến trong làng bùng bé toàn hoa là hoa. Và đống lượt lượt ấy lọt vào thị trường của bà ngoại. Hai chị em vẫn vui vẻ hồn nhiên, bà ngọn nến sáng hơn bao giờ hết, vết nứt cũng mất dần. Nhưng bà ngoại về đây rồi các con, lấy cho bà cái roi mây. Mirabel thì ra sức tẩy trắng, nhưng mà bà mày ra chứ không có lẫn. Bà đổ hết lỗi lên đầu cái con thiểu năng, bảo Mirabel là mấy group độc hại trên Facebook, chuyên làm hư các cháu của bà. Nhưng Mirabel dạng rộng chứ không phải dạng vừa. Cô freestyle trên nền nhạc sập sình, cô rất bất bình vì bà ngoại vô tình mượn cớ lo cho gia đình, bắt mọi người follow ý mình, ép cả nhà phải quên thân mình. Thấy rõ bị ảo trình, bà ngoại già ngậm ngùi cay đắng. Hóa ra vết nứt xuất hiện là do những sự khắc nghiệt bà dành cho gia đình. Mirabel vừa dứt mồm thì có hai thứ nứt toác ra, căn nhà và trái tim bà già trước mặt. Gạch đá đổ sụp xuống, mọi người bị đẩy ra ngoài, dù an toàn nhưng đều mất hết năng lực. Ngồi giữa đống đổ nát mà không nói nên lời, nghĩ mình là nguồn cơn của tội lỗi, nên Mirabel đi trốn với Denver và linh cáo. Cô đến bên bờ suối và ngồi khóc. Và vì mâu thuẫn cần được giải bởi cười thắt nút, nên ông đạo diễn để một bà già vượt suối băng rừng đi tìm cháu gái. Ba kể về ngày bà chết trong lòng nhiều ít khi ông ngoại ra đi, về cơ hội
thứ hai mà bà có với gia đình nhỏ của mình, cùng phép màu mà cây nến ban tặng. Bà nghiêm khắc để giữ gìn gia đình này, và bà luôn kỳ thị Mirabel vì cô là dấu hiệu của phép thuật đụi tàn. Mirabel thấu hiểu nỗi đau và sự cô độc của bà ngoại, hai bà cháu đang ôm nhau tình cảm, thì Bruno chui ra từ bụi rậm, chuẩn bị cho một cái kết phim đẹp. Bà ngoại thấy con trai thì ôm hôn rối rít, rồi cả nhà dắt díu nhau về. Dân làng thấy tai qua nạn khỏi thì giờ mới thỏ cái mặt ra. Họ cùng nhau cất tại một ngôi nhà mới. Mariano thì đến với Dolores. Isabella được thỏa đam mê nhảy solo với Chipu. Ngôi nhà được dựng lại dù không còn phép thuật, nhưng mà khoảnh khắc Mirabel cầm cái tay nắm cửa, phép màu đã trở lại căn nhà, trả lại năng lực cho mọi người. Hết phim. Bộ phim Encanto gửi gắm thông điệp ý nghĩa, nhắc nhở mọi người hãy xây nhà đúng quy hoạch của bộ xây dựng. Nói chung là cái kết khá đẹp, nhưng mà vẫn để lại cho tôi một câu hỏi lớn là nhà vệ sinh ở đâu? Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer, người chơi điện tử, Vui Vẻ, người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.